Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, đồng chí Hoàng Trung Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm việc với lãnh đạo xã Nàn Xìn, huyện Xín Mần về việc thực hiện công tác tuyên giáo năm 2013. Qua kiểm tra giám sát thực tế cho thấy, Đảng ủy xã Nàn Xìn đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, có kế hoạch phân công báo cáo viên trực tiếp triển khai đến các chi bộ trực thuộc được 14 buổi. Từ các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, các chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh, của huyện, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa và đạt được những kết quả tích cực về mọi mặt trong đời sống xã hội. An ninh chính trị được đảm bảo, tình hình biên giới ổn định, phương thức lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương được đổi mới và nâng cao. Sau khi trao đổi, làm rõ một số vấn đề cần quan tâm liên quan đến các lĩnh vực như công tác tuyên giáo, việc triển khai các chỉ thị nghị quyết, chương trình giáo dục v.v., đồng chí Hoàng Trung Luyến, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được, biểu dương sự cố gắng nỗ lực của Đảng ủy xã Nàn Xìn trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí cũng lưu ý trong thời gian tới, Đảng ủy xã cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đẩy mạnh làm tốt công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các thôn bản, xây dựng quy chế hoạt động và tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn xã. Cũng nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi thăm khu quy hoạch kinh tế biên mậu cửa khẩu Mốc Năm, xã Xín Mần. Ngày 20 tháng 11, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nhằm từng bước nâng cao trình độ và kỹ năng cho đội ngũ kỹ thuật viên, phóng viên trong sử dụng, khai thác kỹ thuật phát thanh truyền hình công nghệ mới. Trong một ngày, đội ngũ kỹ thuật viên và phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đã được kỹ thuật viên của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kỹ thuật và Công nghệ Chuyên dụng Hà Nội giới thiệu tổng quan về xu hướng của truyền hình công nghệ mới, gồm có dây chuyền sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh truyền hình theo hệ thống Media Asset Management. Đây là hệ thống quản lý tài nguyên truyền thông, tin học hóa, việc quản lý sản xuất và phát sóng các chương trình truyền hình, đưa ra quy trình chuẩn cho việc sản xuất các chương trình truyền hình cụ thể theo đặc thù từng đài truyền hình, từng kênh sóng, quản lý dữ liệu tập trung cho tất cả các khâu chuẩn bị, sản xuất, lưu trữ, phát sóng, quản lý người dùng, phương tiện truyền thông và bảo mật hệ thống, tối ưu việc quản lý dây chuyền sản xuất về con người và thiết bị, nâng cao năng suất và chất lượng sản xuất chương trình, hỗ trợ công tác tài chính trong đài truyền hình. Công nghệ truyền hình mới này có chất lượng hình ảnh cao gấp 4 lần so với chất lượng hình ảnh Full HD. Hiện nay trên địa bàn toàn quốc đã có tới 40% số đài phát thanh truyền hình địa phương đã và đang sử dụng hệ thống quản lý tài nguyên truyền thông này. Thông qua lớp tập huấn nhằm từng bước nâng cao trình độ và kỹ năng cho đội ngũ kỹ thuật viên, phóng viên trong sử dụng kỹ thuật phát thanh truyền hình công nghệ mới. Qua đó làm chủ thiết bị, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ truyền thông mang tính chuyên nghiệp hóa các công đoạn trong sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát thanh truyền hình. Nhằm tìm hướng đi mới phát triển bền vững trong sản xuất nông lâm nghiệp của huyện Vị Xuyên, vừa qua đoàn công tác của huyện Vị Xuyên đã có chuyến tham quan mô hình đầu tư có thu hồi để tái đầu tư trong sản xuất nông lâm nghiệp tại huyện Quang Bình. Vụ đông xuân năm 2013, Ủy ban Nhân dân huyện Quang Bình xây dựng phương án thực hiện thí điểm mô hình đầu tư có thu hồi để tái đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp tại 3 xã với tổng diện tích gần 200 hectare. Qua thực tế và hiệu quả mà vụ đông xuân mang lại, vụ mùa năm 2013, huyện thực hiện mở rộng mô hình 14 trên 15 xã thị trấn. Việc triển khai thực hiện mô hình đã làm tăng năng suất cây trồng. Qua hai vụ triển khai bước đầu, mô hình đã nhận được sự đồng thuận từ các cấp các ngành và đoàn thể nhân dân. Với phương thức đầu tư cho vay thông qua ban chỉ đạo của xã dưới sự quản lý trực tiếp của Ủy ban Nhân dân huyện, các hộ vay vốn thông qua việc nhận phân bón hóa học và được quy ra bằng giá trị tiền mặt tại thời điểm cung ứng. Việc tiến hành cung ứng đảm bảo trên nguyên tắc là đúng đối tượng, đúng giá, đúng số lượng, chất lượng, đúng thời gian và đúng mục đích. Thời gian và phương thức thu hồi vốn là khi kết thúc thời vụ, nhân dân đã thu hoạch lúa, ngô. Kinh phí thu hồi được tiếp tục tái đầu tư cho vụ sau. Với định mức đầu tư cho cung ứng là 200kg phân đạm, 150kg phân kali 1 hecta, quy đổi ra tiền là khoảng 5 triệu đồng 1 hecta. Mô hình này đã nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, thay đổi tập quán canh tác, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Tin tưởng mô hình đầu tư có thu hồi để tái đầu tư trong sản xuất nông lâm nghiệp tại huyện Quang Bình sẽ được triển khai trong thời gian tới tại huyện Vị Xuyên.
Ngày 19 tháng 11 tại Hà Nội, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới WHO tổ chức hội thảo với các cơ quan báo chí về truyền thông trong công tác tiêm chủng. Đại diện các cơ quan báo trung ương tại Hà Nội và 28 tỉnh phía Bắc đã về dự hội thảo. Tại hội thảo, các cơ quan báo chí đã được các chuyên gia của Cục Y tế Dự phòng và WHO trao đổi, giới thiệu những thông tin tổng quan về truyền thông trong công tác tiêm chủng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, vai trò và tầm quan trọng của truyền thông đối với công tác tiêm chủng, những bài học kinh nghiệm trong công tác tiêm chủng trên thế giới, lợi ích của việc tiêm chủng trong phòng bệnh truyền nhiễm và các bệnh được dự phòng, nguy cơ có thể xảy ra các phản ứng sau tiêm chủng, các bước thực hiện an toàn trong quá trình tiêm chủng, những điều cần biết khi đưa trẻ đi tiêm chủng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được các chuyên gia giới thiệu một số vaccine đang được sử dụng và xu hướng phát triển trong tương lai, những nội dung truyền thông trong thời gian tới. Đại diện các cơ quan báo chí đã có nhiều ý kiến trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông về tiêm chủng, tập trung vào các nội dung như những tồn tại vướng mắc trong công tác truyền thông về tiêm chủng hiện nay tại các địa phương, công tác bảo quản vaccine trong những đợt tiêm chủng, sự phối hợp giữa cơ quan báo chí với ngành chức năng trong quá trình cung cấp thông tin và xử lý thông tin khi có sự cố xảy ra trong tiêm chủng. Đồng thời cũng khẳng định tiêm chủng là biện pháp hiệu quả nhất trong việc ngăn ngừa dịch bệnh, đặc biệt là các loại bệnh truyền nhiễm và các bệnh được dự phòng. Nhằm chia sẻ những thiệt thòi cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh, trong thời gian từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013, Trung tâm Cứu trợ Trẻ em Tàn tật tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Hà Lan 2 tổ chức khám và phẫu thuật miễn phí cho 140 trẻ em khuyết tật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Theo chương trình lần này, 140 trẻ em khuyết tật sẽ được bác sĩ tình nguyện đến từ Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Sanh Pôn, Viện Bỏng Quốc gia, Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng và Bệnh viện Việt Đức phối hợp cùng các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám và phẫu thuật miễn phí cho các trẻ em từ 8 tháng đến 12 tuổi bị dị tật bẩm sinh về răng hàm mặt, tai mũi họng, dị tật vận động về di chứng sẹo bỏng và di chứng chấn thương, dị tật về hệ sinh dục tiết niệu. Sau khi tổ chức khám sàng lọc cho các trẻ khuyết tật đủ tiêu chuẩn, đảm bảo điều kiện về sức khỏe, các trẻ khuyết tật sẽ được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ngay. Theo đánh giá của các bác sĩ đến từ bệnh viện của Trung ương, đợt phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật lần này tương đối đông. Tuy nhiên, do điều kiện về phòng mổ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh được chuẩn bị khá tốt từ cơ sở vật chất cho đến trang thiết bị máy móc, do đó, việc phẫu thuật được tiến hành đảm bảo và dễ dàng hơn cho các em. Nói chung, các bác sĩ đều đánh giá cao cái điều kiện làm việc tại bệnh viện. Trong 6 lần trước mà chúng tôi đi phẫu thuật, thì phẫu thuật trong cái điều kiện phòng mổ rồi là nói chung là không đảm bảo. Và hiện nay trong cái đợt này thì chúng tôi thấy là cái phòng mổ cũng như là cái điều kiện làm việc được cải thiện rất tốt. Cái phòng mổ rộng rãi và đủ cái điều kiện quy định chung về vô khuẩn của bệnh viện. Quy trình mà vệ sinh cũng như quy trình đảm bảo cái vô trùng của từng phòng mổ một, từng chuyên khoa một thì chúng tôi nghĩ là cũng giống như là các bệnh viện ở dưới Hà Nội, và chúng tôi cũng như là các bác sĩ ở các chuyên khoa khác cảm thấy là an toàn. Hà Giang là một trong những tỉnh có số trẻ em bị khuyết tật lớn của cả nước. Chủ yếu các em là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh. Đa số trẻ em khuyết tật đều là những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Do đó, 100% chi phí lưu viện, đi lại và ăn uống trong thời gian khám và phẫu thuật sẽ được Trung tâm Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Hà Lan 2 tài trợ. Cháu tôi là bị khuyết tật bẩm sinh từ bé, không có điều kiện đi mổ Hà Nội. Tôi phải mổ Hà Giang. Xong tôi cũng cảm ơn y bác sĩ tận tình giúp đỡ tôi xem con cháu cho chúng tôi. Rất cảm ơn. Tôi rất là cảm ơn các bác sĩ về phẫu thuật cho con của tôi được lành lặn. Tôi rất là cảm ơn, vinh dự. Đây là chương trình có ý nghĩa rất to lớn, tạo điều kiện cho trẻ em người dân tộc thiểu số được phẫu thuật để sớm hòa nhập với cộng đồng, trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Đồng thời, đây cũng là dịp để các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao thêm trình độ chuyên môn để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức tuần du lịch di sản văn hóa các dân tộc năm 2013, cùng với các huyện nằm trong công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, cho đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc cũng đang gấp rút chỉ đạo cho các ban ngành đoàn thể và các xã thị trấn đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị sẵn sàng đón du khách thập phương đến trải nghiệm và khám phá các giá trị văn hóa trên địa bàn. Mục đích chính của tuần du lịch di sản văn hóa các dân tộc năm nay là nhằm tôn vinh, bảo tồn giá trị các di sản văn hóa truyền thống các dân tộc. Xác định được ý nghĩa đó, huyện Mèo Vạc đã và đang gấp rút chuẩn bị tốt các tiết mục văn nghệ, dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc và lễ hội truyền thống của huyện. Đặc biệt, huyện xác định đây là cơ hội để quảng bá về các giá trị truyền thống vốn có trong đời sống của cộng đồng nhân dân các dân tộc. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời giới thiệu về các tiềm năng văn hóa văn nghệ, lễ hội truyền thống với du khách thập phương khi đến với Mèo Vạc. Trong khuôn khổ tuần du lịch, huyện đã yêu cầu 5 cụm xã trên địa bàn tham gia vào các tiết mục ca múa nhạc dân gian. Các tiết mục này phải đảm bảo mang đậm nét văn hóa đặc trưng tiêu biểu của địa phương. Ngoài ra, các đoàn sẽ chọn lọc giới thiệu trích đoạn lễ hội truyền thống tiêu biểu thể hiện nét đẹp trong phong tục tập quán sinh hoạt của gia đình và cộng đồng dân tộc để biểu diễn. Đối với Mèo Vạc thì trong cái lộ trình thì có rất là nhiều các cái di sản cần quảng bá, nhưng mà chúng tôi lựa chọn đó là cái vấn đề về cái kỹ thuật thổ canh trên đá, cày nương, cày trên đá và cái kỹ thuật xếp đá, hàng rào đá của người Mông. Sau đó là có cái trình diễn cái lễ hội trống của Nà Chào, xã Thát Ngà. Cái lễ hội này là của dân hàng năm đều được tổ chức để cầu mùa màng bội thu, cầu sức khỏe và cầu cái an khang thịnh vượng cho bà con. Và một cái lễ hội nữa cũng không thể thiếu được trên Mèo Vạc, đó là cái lễ hội của người dân tộc Lô Lô. Múa cũng cầu được mùa, đấy là cũng là một cái nét độc đáo của Mèo Vạc. Đến với tuần du lịch di sản văn hóa các dân tộc, du khách sẽ được trải nghiệm tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện Mèo Vạc, được hòa mình vào các hoạt động văn hóa, các tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu có tính nghệ thuật cao do nghệ nhân dân gian của các xã thị trấn biểu diễn. Tận mắt chứng kiến nghệ thuật cày trên nương đá, kỹ thuật trồng ngô trong hốc đá, xếp tường rào đá, nương đá. Đây cũng chính là những nét văn hóa mà chỉ có ở vùng cao mới có được. Ngoài ra, trong khuôn khổ các hoạt động diễn ra tại tuần du lịch, du khách còn được chứng kiến chương trình tái hiện lễ mừng năm mới, lễ múa trống của dân tộc Giấy, tham quan tượng đài Bác Hồ, danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng, vườn đá Lũng Pù, miếu ông, miếu bà gắn liền với phiên chợ tình Khâu Vai huyền thoại. Do khối lượng công việc là rất lớn, song cho đến thời điểm này, các đơn vị tham gia tuần du lịch văn hóa di sản đã sẵn sàng chào đón du khách. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban dân huyện Mèo Vạc về việc tổ chức các cái hoạt động tuần du lịch di sản văn hóa các dân tộc năm 2013, Thường trực Ủy ban dân xã đã chỉ đạo cho công chức văn hóa xã hội phối hợp với các ngành đoàn thể và hội nghệ nhân dân gian trên địa bàn xã tổ chức việc tuyên truyền vận động tới toàn thể nhân dân vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch sẽ để du khách đến tìm hiểu đời sống sinh hoạt và các cái phong tục tập quán của bà con. Cũng đồng thời đã chỉ đạo các cái ngành chức năng bảo vệ tốt các cái di sản địa chất trên địa bàn, chỉ đạo hội nghị dân gian xã tổ chức tập luyện để tham gia biểu diễn trong cái tuần du lịch di sản văn hóa các dân tộc năm 2013. Công tác chuẩn bị được các cấp, các ngành của huyện Mèo Vạc đang thực hiện tốt. Với nhiều hoạt động diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ, tin tưởng rằng thông qua tuần du lịch di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Mèo Vạc nói riêng, du khách thập phương sẽ được trải nghiệm và thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc ấn tượng. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.